giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin cập nhật nhanh những thông tin về giá cả nông sản, không khí lao động sản xuất của nông dân các vùng miền. Vui buồn cùng bà con trên con đường phát triển hội nhập trong nông nghiệp. Và không để bà con và quý khán giả chờ đợi lâu nữa, sau đây là những thông tin có trong chương trình ngày hôm nay. Niềm vui lần đầu tiên cá tra xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ, dự báo năm 2019 vẫn thuận lợi từ các thị trường. Nhà vườn trồng sầu riêng vẫn lo lắng vì giá ở mức thấp. Tìm hiểu giống dừa cực lùng màu xanh lục cho sống chung với bưởi ở miền Tây. Lâm Đồng phát triển mô hình nông nghiệp thông minh với những bước đi rất cụ thể. Làm sao bán nông sản sang Nhật Bản giá cao, cạnh tranh với nông sản Thái? Người Nhật mắc nước cho chúng ta như thế nào? Mời bà con và quý khán giả cùng xem. Bây giờ là thông tin chi tiết. Kính thưa bà con và quý khán giả, nông nghiệp Việt Nam năm 2018 có nhiều niềm vui khi trái cây được mở đường xuất khẩu nhiều hơn, mở ra những điểm sáng cho năm 2019. Trong khi đó, chỉ 11 tháng năm 2018, ngành thủy sản đã đón nhận tin vui là cá tra lần đầu tiên vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ về giá trị xuất khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, với giá trị xuất khẩu cá tra thuận lợi như vậy, đến hết năm nay thì ngành hàng cá tra sẽ cầm chắc trong tay giá trị xuất khẩu ít nhất là trên 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân nào mà ngành hàng này thay da đổi thịt và triển vọng đến như vậy? Mời bà con và quý khán giả hãy nghe chuyên gia phân tích. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn tới sự tăng trưởng mạnh của giá trị xuất khẩu cá tra trong năm nay là giá cả và các sản phẩm có giá trị cao. Năm nay, sản lượng cá tra thu hoạch không đáp ứng đủ nhu cầu thu mua, chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp đã khiến cho giá cá nguyên liệu trong nước và giá cá tra xuất khẩu đều tăng mạnh. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cho giá trị xuất khẩu cá tra từ đầu năm tới nay luôn đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng. Không những thế, các sản phẩm cá tra giá trị cao, chất lượng tốt, có chứng nhận quốc tế đã giúp cho cá tra Việt Nam đang phục hồi tương đối tốt ở thị trường EU sau mấy năm trời liên tục suy giảm do bị truyền thông bôi nhọ. Tổng thư ký VASEP dự báo trong năm 2019 vẫn sẽ là một năm thuận lợi đối với người nuôi, nhà chế biến, xuất khẩu cá tra, bởi vì thị trường xuất khẩu vẫn khá là tốt và các thị trường đã có sự định hình khá là rõ về lượng, quy cách, chất lượng sản phẩm. Hiện nay khi thu mua, chế biến cá tra, các doanh nghiệp đã tính toán được ngay là phần nào sẽ xuất khẩu sang Mỹ, sản phẩm nào sẽ đi EU, còn mặt hàng nào bán sang Trung Quốc. Hay là để bán cá tra sang Trung Quốc thì phải tập trung vào các sản phẩm như là cá tra sẻ bướm hay là cá tra phi lê. Và tôi cho đây chính là một cái kế hoạch rất là bài bản, sản xuất từ sản xuất tiêu thụ cho đến tìm hiểu thị trường rất là cặn kẽ của ngành hàng cá tra, và ngành hàng này đang làm rất là tốt. Kính thưa bà con, trong những mặt hàng xuất khẩu tỷ đô thì còn có cà phê nữa. Nhưng mà không giống như cá tra đã vượt qua cái thời kỳ khó khăn, thị trường cà phê đang ảm đạm vì nguồn cung thế giới dồi dào. Cà phê Việt Nam phải cạnh tranh mạnh mẽ với cà phê Brazil. Giá được ghi nhận hiện nay như sau. Giá cà phê tại Việt Nam tiếp tục giảm xuống gần mức thấp nhất trong 3 tháng do vụ thu hoạch đang đạt đỉnh điểm. Hiện giá bán cà phê ở mức 33.500 đồng một ký, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9 năm 2018, và giảm từ 34.200 đồng đến 34.300 đồng một ký một tuần trước. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao, sản lượng cà phê niên vụ 2018-2019 thấp hơn so với niên vụ trước, tương tự như dự báo tuần trước của các lái thương. Các thương nhân tại Việt Nam chào Robusta loại 2 với 5% hạt đen và dở ở mức trừ lùi 80 đến 85 đô la Mỹ một tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3 năm 2019 tại London, thấp hơn so với mức trừ lùi 40 đến 65 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Sầu riêng chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc chưa được xếp vào nhóm hàng xuất khẩu chủ lực nên đang gặp khó về đầu ra. Nhiều nhà vườn ở Chợ Lách, Bến Tre, Long Hồ, Vĩnh Long, Cai Lậy, Tiền Giang đang hết sức lo lắng khi sầu riêng chín rộ nhưng thương lái chậm thu mua, giá giảm một nửa so với trước đây. Giá năm nay thương lái thu mua 48.000 đồng một ký, trong khi năm ngoái đến 80.000 đồng một ký. Hơn 8.500 hecta sầu riêng tại Tiền Giang trồng tập trung ở các huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Cái Bè cho sản lượng trên 200.000 tấn một năm. Các nhà vườn đang bước vào vụ thu hoạch chính nhưng thương lái chậm thu mua nên lâm vào tình trạng khó khăn. Bởi giá cả bấp bênh như vậy mới thấy chọn cây con gì để mà canh tác, đây là một điều rất khó đối với mỗi nông dân. Nhưng mà điều này lại không đáng ngại với những ai mà thích tìm tòi cái mới, cái lạ, cái độc quyền cho mình để dễ tìm đầu ra.
Chị Ngọc Như có tin được không là có những cây dừa nó chỉ lùn ngang đầu gối thôi mà đã ra trái sum suê và một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hái dừa được? Cái thông tin của anh Tuấn Anh nói thì tôi hoàn toàn tin, bởi vì hiện nay có rất là nhiều giống dừa ở ngoài thị trường đã xuất hiện, nhưng mà tôi lại không hình dung được là cái giống dừa anh vừa nói ở ngoài thực tế nó như thế nào. Dân phóng viên của chương trình đã đến thực tế ghi nhận mô hình dừa sim cực lùn sống chung với bưởi ở Vĩnh Long. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bà con mình cũng như chị Ngọc Như đây biết là giống dừa này đặc biệt như thế nào. Mời quý khán giả và bà con nông dân đến với vườn dừa sim lục cực lùn ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 140 gốc dừa sim lục được nhà vườn Nguyễn Hồng Sương ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trồng đã được hơn 4 năm, thu hoạch trái được 2 năm. Mỗi tháng 140 cây sẽ cho thu hoạch khoảng 4 cho đến 5 thiên trái, giá bán trung bình 6.000 đồng một trái, vào mùa nắng có khi không đủ để bán. Nếu mà bạn hàng lấy xuống 5 hay 6.000 mà lấy thời vụ thì tôi bán theo thời vụ thì không có giá 6.000 này, từ giá thời nắng cao hơn 8.000, 10.000 trái. Thì mới người chứ nó không nhiều hung, chứ là 4 năm thiên à. Bởi vì nó hơi gập, chứ mà chẳng ngắn thì nó đạt dữ lắm. Nó khoảng cách cây này cây kia khoảng chừng 5m đến 6m á, thì đạt chất lượng cao lắm. Dừa sim lục được chọn lọc các gen trội như thân có đường kính nhỏ, chiều cao khoảng 4 gang tay người lớn là đã cho trái nên dễ thu hoạch và rửa cây, gáo to, vỏ mỏng và nước rất ngọt. Ông Sơn cho biết dù năng suất dừa chưa đạt tối đa do trồng xen canh với bưởi, nhưng trồng xen như vậy lại có nhiều cái lợi và thu nhập cũng cao hơn thuần một loại cây. Dừa thì nó hỗ trợ cho bưởi, nó làm xốp đất. Cái bưởi với hai nó che cái bóng mát cho bưởi nó không bị cháy, nắm cháy đó. Với hai nữa là cho bưởi nó xanh, màu xanh nó đẹp hơn. Nó là dễ đó, nhưng có một cái là mình quản lý ba cái sâu bệnh, thứ nhất là con đuông, thứ hai nữa là nấm bệnh xịt trên cái đọt đó để nó hư bọt đó. Đây là giống dừa cấy mô nên những đặc tính trội mới được bảo tồn. Nếu như lấy trái trồng lại thì có thể bị lai hoặc đốc ra một số giống khác cũng không giữ được ưu điểm của cây. Khi trồng dừa sim lục, nhà vườn hạn chế tối đa phân đạm, vì nếu như bón đạm nhiều, trái sẽ dễ bị nứt, tổn thất năng suất. Quá ra thì giống dừa này là giống dừa cấy mô. Vậy thì khi mà lấy cái giống này đem trồng thì chưa hẳn là đã có cái hiệu quả như nông dân vừa rồi, đúng không anh Tuấn Anh? Đúng rồi chị Ngọc Như. Gần đây các nhà nghiên cứu đang tập trung việc lai tạo và nhân giống. Việc cấy mô tạo giống đang thịnh hành. Như là các giống hoa ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhiều màu độc lạ, đó cũng là các giống cấy mô đó chị Ngọc Như. Bà con đặc biệt lưu ý là trồng dừa sim lùng này thì đừng nên bón nhiều phân đạm. Chúng tôi tiếp tục mời bà con đến với các thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay diện tích cà chua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là trên 1.400 hectare. Cà chua đang là chính vụ cung ứng cho thị trường mùa Tết Nguyên Đán nên nhiều giải pháp đầu tư chăm sóc cho cây trồng đã được triển khai. Để giúp bà con nông dân quản lý sâu bệnh hại trong vườn, nhất là bệnh xoăn lá virus hiệu quả, ngành nông nghiệp đã phối hợp với tập đoàn Lộc Trời xây dựng mô hình quản lý bệnh xoăn lá virus trên cây cà chua rộng 2.000m². Bằng việc triển khai áp dụng nhiều giải pháp tổng hợp như xử lý đất và vệ sinh vườn trước khi xuống giống, sử dụng nguồn giống chất lượng, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng trong việc quản lý các loại côn trùng chích hút, mô hình quản lý bệnh xoăn lá virus hại cà chua đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Cây trồng sinh trưởng phát triển đảm bảo, năng suất và chất lượng nông sản ổn định, dịch hại trong vườn được quản lý khoa học. Với kết quả này, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang triển khai các giải pháp để tuyên truyền, hỗ trợ nông dân áp dụng vào thực tế đồng ruộng. Bên cạnh việc hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà chuyên môn, thì Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng còn là cầu nối vận động những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ những hộ nghèo còn hạn chế kỹ thuật sản xuất để cùng nhau làm giàu. Đến nay, các hộ đã giúp đỡ cho gần 2.400 lượt gia đình hội viên nghèo về kinh nghiệm sản xuất, việc làm, hỗ trợ vốn, với số tiền gần 11.400 tỷ đồng, trên 2 triệu cây con giống và 1.640 ký hạt giống. Những hỗ trợ này đã giúp trên 1.600 gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo. Cũng từ phong trào này đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, việt gáp. Trong quá trình hội nhập phát triển với nông nghiệp thế giới, hoàn toàn không thể phủ nhận sự đóng góp đi đầu của tỉnh Lâm Đồng
về việc phát triển mô hình nông nghiệp thông minh. Và với mục tiêu đóng góp cho chuỗi nông sản toàn cầu, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh xây dựng nông nghiệp thông minh với những bước đi rất là cụ thể. Với 54.000 hectare, chiếm 20% diện tích toàn tỉnh, tỉnh Lâm Đồng được coi là địa phương dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nơi cung ứng quan trọng cho thị trường rau qua trong cả nước cũng như là xuất khẩu. Rất dễ thấy là những trang trại rau qua đang áp dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng. Theo phương pháp thủy canh, phân sẽ được pha trong dung dịch từ bồn chứa và đưa lên ống thủy canh để cây có nguồn dinh dưỡng đồng đều. Cùng với việc ứng dụng nông nghiệp thông minh 4.0, quá trình sinh trưởng kiểm soát sâu bệnh, yếu tố bất lợi môi trường như nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió được kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Nơi đây có thể thực hiện 10 vụ chất lượng cao trong một năm. Phát triển nông nghiệp thông minh trên nền tảng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển từ 22 lên 35 trang trại, doanh nghiệp như thế này. Qua thương mại điện tử, các đơn vị nông nghiệp thông minh đã kết nối với chuỗi tiêu thụ nông sản, vừa ổn định được giá cả, đồng thời phát triển bền vững. Những hiệp định thương mại tự do giữa các nước đã và sắp có hiệu lực đã tạo cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam hội nhập nhanh và sâu rộng hơn, nhưng mà cũng có nhiều câu chuyện thú vị về thị trường cạnh tranh. Tại hội thảo liên quan đến xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, các chuyên gia đã chia sẻ những câu chuyện thú vị, nói đúng hơn là những hạn chế mà nông sản Việt Nam gặp phải trong việc cạnh tranh với hàng Thái Lan hay là một số nước khác. Và cụ thể thì tại thị trường Nhật Bản, nông sản Việt Nam bán sang đây có là xoài, thanh long, dải, chất lượng được người tiêu dùng đánh giá ngon nhưng mà vẫn còn thiếu những cái yếu tố cần. Đó là yếu tố nào? Các chuyên gia Nhật sẽ mách nước cho nông sản Việt của chúng ta để đi sâu và gần gũi tạo thương hiệu cho người tiêu dùng quốc tế. Ông Yujiro Shiotani, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Top Value Việt Nam, công ty phụ trách hoạt động xuất khẩu hàng Việt sang các thị trường nước ngoài thông qua hệ thống đại siêu thị Aeon Nhật, nhận xét: trái xoài của Việt Nam về độ ngọt tương tự như xoài Thái Lan và Philippines, nhưng đáng tiếc là giá thì lại cao hơn nhiều. Hơn nữa, xoài Việt Nam có độ ngọt không ổn định, không đồng đều về chất lượng. Không chỉ vậy, theo ông này, hiện nay xoài của Thái nhập qua đường hàng không đến Nhật Bản chỉ có giá là 96 sen, trong khi đó xoài Việt Nam nhập qua Nhật Bản với giá lên đến hơn 2,3 đô la Mỹ, tức cao gấp mấy lần. Nguyên nhân là do chi phí vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nhật cao gấp đôi so với các nước khác, do vậy Việt Nam cần phải giảm giá cước vận chuyển hàng xuất khẩu. Tháng 10 vừa qua, nước ta đã xuất khẩu xoài sang thị trường Nhật Bản và được ưa chuộng. Người Nhật rất thích hàng sạch, chất lượng, giá cả hợp lý. Vì vậy, trái xoài Việt Nam phải hạn chế được sự không đồng đều về chất lượng. Thực tế, việc khống chế độ đường của xoài không phức tạp, chủ yếu là biết cách chọn lựa thời điểm thu hoạch sản phẩm, cách bảo quản, đưa hàng đi một cách khoa học. Theo tôi thì nếu như nông sản của Việt Nam mà sản xuất với một cái sản lượng cũng như là chất lượng ổn định thì người tiêu dùng của Nhật Bản sẽ đón nhận chúng ta mà thôi. Và điều quan trọng nói như các chuyên gia của Nhật, bên cạnh tạo chất lượng đồng đều cho xoài, doanh nghiệp Việt cũng phải nên đến Nhật Bản để mà tìm hiểu thị trường, xem người Nhật cần gì nếu như muốn bán được nhiều hơn những sản phẩm sang đây. Và dự báo trong năm tới Việt Nam có thể xuất khẩu 100 tấn xoài sang Nhật Bản. Chúng tôi chia sẻ thông tin này bởi vì hiện nay Nhật Bản đang đón nhận rất nhiều nông sản Việt Nam, như là chuối La Ba Lâm Đồng cũng đã xuất khẩu đi Nhật Bản và được đánh giá rất là cao về chất lượng. Vậy cho nên nếu cơ hội đã đến thì nông dân, doanh nghiệp và địa phương phải nắm bắt kịp thời để những người gắn bó với nông nghiệp sẽ ngày càng giàu hơn. Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam Hồ Xuân Hùng cũng đã nói, ở nhiều quốc gia những người ở lại làm nông nghiệp là làm giàu, còn ở Việt Nam thường những người đường cùng mới làm nông nghiệp. Mặc dù nó phản ánh đúng thực tế hiện nay, nhưng đây là lối tư duy cũ. Ngành nông nghiệp hiện đại sẽ thoát khỏi tư duy đường cùng mới làm nông nghiệp. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.